giờ tôi cho xuống gói đi rồi. À, chúng tôi không có gói ngủ à. Trời trời, không cho Thái này thì khỏi đưa tiền lương luôn. Thái này thì khỏi đưa tiền lương luôn. A few moments later. Em ơi, em đi ngủ đi, em còn cá hộp dưa nữa Bi. Dạ. Đi ngủ đi chứ. Em đâu, em cá hộp dưa. Gói mình đâu hết rồi? Đòi lại đi, sao chị như vậy? Mình đâu cho đâu, lấy. Mình trứng đi anh. Quả trứng lại đi anh ơi. Lấy lại đi, mình đâu cho đâu, sao kỳ vậy? Thôi, mình kéo người qua thôi. Rồi lại đi. Đó, thùng quá. Trời ơi. Trời đất ơi, ba gói ngủ. Xỉn rồi. Lấy hết rồi. Đó, mẹ cho rồi ba. Ai cho đâu. Ai mà cho. Chưa cho. Không ai cho đó, bên nào có gói ngủ. Nãy giờ tôi cho tôi rồi. Hồi nãy có kêu đổi thôi. Nãy giờ tôi cho tôi gói rồi. À, chúng tôi không có gói ngủ à. Trời trời, không cho Thái này thì khỏi đưa tiền lương luôn. Thái này thì khỏi đưa tiền lương luôn. Tội nghiệp quá thà anh ngủ như là anh Giang với lại Tuyết Phan đi. Chứ nhìn anh kìa thấy neo đơn dễ sợ luôn đó. Toilet nha mọi người, toilet của em nha mọi người, có vô nha. Đó, tối em sẽ vô đây. Có toilet luôn hả? À? Toilet riêng. Ủa có cái hầm cách ra anh. Đó vô đi bà. Dạ. Ê vậy rồi vậy rồi, giơ tay lên, giơ tay lên, giơ tay lên liền. Trả lại, trả lại người ta đi. Ê nó nghe nè, nóng không vậy? Ê thật ra á, tụi em bị phạt. Vậy thì bơ nha. Chương trình mình là thắng vô, là vui nha. Vô. Đó. Tụi em bị phạt nha. Trời ơi, nóng quá hả? Tụi em mất mền, mất gối, mất đồ kê, lều không đủ vỡ. Ba người nhét vô một cái lều. Ê, tính ra em làm nhanh ngon luôn á. Thà vậy luôn nha. Cái gì phải dùng sự thông minh. Không, cái này ban phước rồi đó. Gối đây không có rồi đó. Nãy anh xin rõ ràng chứ anh không có giật dập gì của ai nha. Mình ơi, qua lợp gì phụ tôi mái tôn được không? Đây mà. Sắp quay luôn. Sắp quay. Tờ tờ mình, tờ tờ mình. Ai có điện không ạ? Cồng kềnh quá. Tối khuya rồi chị cũng sẽ thở. Thôi, coi bên đó phải bớt cái đầu trống lên. Rồi. Có điện không ạ? Trời ơi. Anh chỉ sợ mất tiền thôi hả? Bạn vô anh gấp giặt lắm hả anh Giang? Cái gì nữa? Trời buổi này không tin ai đây em ơi. Ở bên kia mấy người vậy? Ba người hả? Ba người khổ bự chà bá luôn mà sao nằm được ta? Ủa sao nóng quá vậy? Mình có cái quà không ta? Cho chúng tôi một đặc cách. Hay là bây giờ mình khoét cái lỗ ở đây cho thoáng được không? Ủa cái gối tôi đâu rồi? Cái nhà nghèo còn bị ăn cắp nữa. Xây xong cái nhà sẽ mất đồ nội thất hả? Bởi vậy luôn. Ủa ai vô nhà mình cắp cái gối rồi? Nè toilet nha. Mọi người, toilet của em nha, mọi người có vô nha. Đó, tối rồi sẽ vô đây. Đó, nhà đang nghèo mà còn xui nữa. Ai vậy? Ở đây không có gói. Ê, mình ngồi với Trang như là anh ngồi ô ô kìa. Ủa, em chấn gì trên đầu em vậy? Tôi ngủ à anh. Trên tôi ngủ là gì? Cái ngủ nữa. Cái túi ngủ. Sao hai cái túi ngủ vậy? Em xong em không có đứt gì vậy? Ủa? Xem không phải cho anh một. Không, cái khó nằm lắm. Anh lấy túi ngủ không? Anh lấy túi ngủ không? Nè, túi ngủ nè, con dữ mà. Tại em không thấy. Thôi bác sĩ ơi, bác sĩ đi trực ca đi. Ê. Hôm ấy là mình thức đến sáng luôn rồi chứ. Ngủ nóng quá. Có ai có bệnh hoạn gì kêu tôi bác sĩ nha. Dạ anh ơi, anh khó ngủ kỹ không? Ông lên xe hả? Chưa đầy 2 giây ông ngủ mất tiêu rồi. Chưa đầy 2 giây ngủ mất tiêu, mày có mày cần tao coi những tấm hình của mày hả mỏ trưa nay không? Hả nào? Thôi trời. Nè, tôi cũng có cái này nè. Ủa sao giống cái này nãy mình chơi vậy anh? Đâu, cái này của bé Hà. Ở đây cái toilet xa quá, không có ghế. Ê, đi ké không? Đi không? Trước khi đi ngủ, đi không? Chứ không, một tòi là đi xa, đi, đi tối lắm á. Em ơi, em đi ngủ đi, em còn cá hộp dưa nữa Bi. Dạ. Đi ngủ đi chứ. Em đâu, em cá hộp dưa. Chà
sao cái trò chơi mà nó cũng nó vui mà anh đã từng chơi rồi đó. Dạ. Là một con chui bộ phận nó vui hơn cái Lâm. Chơi đó, ờ cũng được. Cái đó em chơi thì em biết mà đúng không? Okay. Sao sao? Làm cái vần thì mình có thể C, K hay là N, G là mình có thể bỏ qua được. Hoặc là đó, miễn sao đập là anh vô cái vần. Ví dụ như tự anh nói là con dán chui vô trán. À, thì mọi người trang vậy, giấu luôn nha. Mặc dù trán, dán với trán là NG đúng không? Nhưng mà mình chấp nhận luôn để cho. Ok, mình đọc nó thuận là được rồi. Đúng, được chứ, hợp lý không? Cái này em có kinh nghiệm rồi. Đúng chưa thích? Ai chưa hiểu mà? Em hiểu rồi, chưa chơi chơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bộ phận nào cũng được. Nó rất là phi lý nhưng mà nó vui là được. Từ năm bắt đầu. Có được lặp lại không? Không. Cái con á, nói chung không được lặp lại. Cái bộ phận thì lặp lại được nhưng mà cái con phải khác. Là phải khác. Hoặc là cái con khác mà chui vô bộ phận thì không lặp lại. Ví dụ nói như chung nó không phải là một cặp thì được đúng không? Rồi, đúng rồi, okay. Đúng rồi. Con kỳ chui vô lông mi. Con kỳ là con chó đó. Con là con chó chứ. Con kỳ là được mà. Yeah. Sao? Con cóc chui vô tóc. Con heo chui vô eo. Con dắt chui vô mắt. Con mèo chui vô phèo. Con mũi chui vô mũi. Cái gì? Con mũi chui vô mũi. Đúng rồi. À cũng được, cũng được. Con nai chui vô tai. Con rận chui vô thận. Con kỳ nhông chui vô mông. Con chó chui vô cái đó. Mày biến hả? Mày biến hả? Biến hả? Biến hả? Biến hả? Biến hả? Trời ơi! Biến hả? Sao chị búng em 5 cái rồi? Bỗng lại! Làm trái lực. Bỏ tay cho lực bắn nha. Trời đau quá. Tới ai vậy? Hiểu. Con mão chui vô cái não. Đúng rồi. Con mão là cái gì? À con mèo hả? Ừ. Con ngang chui vô gan. Con cá chui vô má. Rồi. Con cá sặc. Chà, mà cá sặc chui vô mặt. Đó. Ủa nghĩ gì vậy? Ủa sao tự nhiên đau bún ta? Sao con mũi chui vô mũi. Rồi. Ủa hả? Rồi. Trùng khớp luôn nha bé. Trùng khớp với anh á. Ta. Hồi lâu. Vô nhìn đau. Buông. Trời ơi, thôi nhẹ nhàng thôi. Trời ơi, buông ngắn, buông. Buông em. Trời ơi. Một món quà phương xa. Một món quà phương xa Kim Minh Tuấn. Với lời nhắn là ráng chịu đựng nha. Cái này hả? Quà phương xa. Ốc móng tay chui vô tay. Đúng không? Rõ ràng. Con công chui vô lông. Con thỏ chui vô mỏ. Hay này giờ nhanh quá ha. Đó bên vần mà. Con chim chui vô tim. Con lưỡi chui vô lưỡi. Con lưỡi chui vô lưỡi. Con lưỡi. Ê hai giáo khác nhau. Hai vậy hai rồi hả? Chưa bây giờ chưa nè. Đây nha nào. Sao vậy? Nhiều quá vậy? Cũng ăn bể đâu hay gì vậy? Mày nhiều lắm. Không cũng. Thấy tôi, con chuột chui vô ruột. Con ốc móng tay chui vô tay. Trời ơi. Trời ơi. Mình nói ghé qua luôn. Ghé qua luôn. Ghé qua luôn. Chết đi trời ơi. Con muốn qua phương xa không? Nhân đạo đi, nhân đạo cho bé nha. Muốn qua phương xa. Qua phương xa. Còn quà của Bảo Lâm nữa là hai cái mà một cái đó hiểu đi em hai chung chuyến xe sang lên giá. Trời ơi sao rách tay ta nó giả chết rồi. Quy con tầm chui vô cầm. Sợ đẹp, con hào chui vô tế bào. Đúng rồi. Con Lâm chui vô chân. Ghê quá vậy. Con cái gì đau quá. Gửi của mày phương xa không? Không. Tự bắn đi chứ. Từ giữ đây. Gửi cho anh đi. Gửi kìa. Để em rồi em tới rồi Lâm ơi. Lâm ơi. Lâm ơi. Đây anh nha. À. Con thân nó chui vô chân. Anh mình nghĩ. Tới tôi con kỳ nhông chui vô mông. Con thỏ chui vô cùi chỏ. Hợp lý. Gầy quá trời. Con sâu chui đầu lâu. Được hả? Cái đầu lâu đầu hông ơi hả? Được. Cũng được. Con ngốc mỡ chui vô mỡ. Vô. Con sâu chui vô râu. Con 5, 4, tôm sú. Tôm sú chui vô. Được. Tôm sú chui vô vú. Chết cha quên con gì nữa. Con thầu quyết nó chui vô quyết. Quyết nào mau con. Đúng rồi. Tôi là con đưa chui cho con ngươi. Được không? Sao không? Con con kỳ lân chui vô chân.
Rồi. Rồi. Rồi, em rồi. Nói nè. Cái đó em nói, em nói. Một cặp đúng không? Đúng rồi. Cặp đó luôn. Đó muốn qua phương xa. Muốn qua phương xa luôn. Qua phương xa luôn. 1 2 3. Chị à. Con kỳ lân chui vô cọng gân. Còn khổ chui vô cái cổ. Bỏ chân rồi hả? Đâu mà? Ủa? Thì nãy giờ nè. Đau quá. Đau quá. Ờ, đau quá. Mơ đau. Mơ nghỉ. Không, tới anh phải là cái cuối. Anh phải là cái cuối nhanh lên. Anh chở với em luôn nè. Em chở với anh không? Anh chấp em luôn. Anh hai lần em một lần. Rồi, ok. Có gì? Nói gì? Từ từ. Con hào chưa đi tế bào. Nói rồi mà. Rồi, rồi, rồi. Không phải một cặp. Không phải một cặp. Một cặp. Không tế bào luôn. Con chào màu. Con chào màu. Từ từ. Bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ơi. Một cặp đó.